Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ở buổi học trước đó thì chúng ta đang nên ở tại cái tiệm hoàng trang xíu rồi tôi sẽ chúng ta đang ngưng ở tại cái điều số 37 kết chia ná đúng không? Kết chia ná điều 37. 37 chúng ta học rồi đó không? 37 chúng ta chưa học. Chưa. À, à đúng rồi đọc thì cho nên là cấp cấp luôn á cho nên là. Dạ rồi. Rồi ở điều 37 này tức là cái gì? Tiết kế hiếp tanh cha giá mồ hồ tí xa rì qua tình giới qua bà rì quá chí. Thì vậy đôi khi có sự chèn đi tá vào khi có nguyên âm và phụ âm theo sau. Ở đây thì một loại cái ví dụ này chúng ta đã đi ra. Ta đi chưa? Chắc không u đa bà đi. Chưa. Dạ rồi. Dạ rồi. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái gì? Không thường á, khi mình đi cái nói chúng ta sẽ tách ra đúng không? Nhưng trong trường hợp này ta đi cái nó được chèn vào giữa chắc khú và Uda Bà đi hả? Uba Đà Uda Bà đi hả? Uda Bà đi chắc khú Uda Bà đi là chắc khú Uda Bà đi hay chúng ta bôi bôi đỏ cái chữ đấy chắc khú Uda Bà đi. Chắc khú ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là con mắt hả? Ừ, mắt. Ừ. Uda bà đi ở đây hả? Quá khứ phân từ của động từ uda bách cha tí hả? Uda bách cha tí, thằng mắt đó hả? U căn bát cộng giá nha, cho nên mới thành là uda bách cha tí hả? Và ở đây nó giữ lại hình thái của gốc từ của nó là gì? Là bát là ba đi nè, chứ không định khứ hả? Uda bà đi. Xin cái file hôm qua gõ là còn chưa tắt đây đúng rồi cái file hôm qua gõ đây từ mấy chữ đó tiếp luôn Udaba đi hả nó xuất phát từ cái động từ mà Udaba cha tiếp là nó giữ lại hình thái của là bát đó Uda bà đi u Uda bà đi và á đây đổi thành a trừ âm cho các bạn ý tức là cái gì cái biến cách của mà bất định khứ hả? Uda bà đi mang nghĩa rằng tức là sanh khởi bắt nguồn hay như trở thành thì trong trường hợp này tức là cái gì Uda bà đi là đã khởi sanh hả? Chủ từ sẽ là cái gì chắc khung hả chắc khú đó tức là mắt đã khởi xong mắt ở đây tức là bao nhiêu chắc khú hả tức là cái tuệ nhãn hoặc như là tuệ nhãn tức là con mắt trí tuệ đã khởi xong cho một vị đã liệu ngộ được pháp hiểu được rõ tuần tự và là tứ đế theo ba luân và 12 thể thì ngay khi đó đó thì trí này khởi xong lên Uda bà đi chắc cũng Uda bà đi. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Awang siro. Awang siro.
7. Chúng ta coi bên phía này là A1 zero, tức là A quá ổng zero ha. Lát thì chúng ta sẽ học đến một cái điều luật số 41 của cái DNA tương thích với lại số 56 của Padarubasidi. Chúng ta sẽ có một cái đoạn này, tức là A quá này chắc hữu đa ba lý nè, thì nó sẽ thành là chắc không hữu đa ba lý nè. Lát thì chúng ta sẽ đi qua A quá zero mà chúng ta tách ra, đó là A1 zero, tức là A quá zero. A quá ở đây chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Tức là phía dưới nè. Zero có nghĩa là đầu. Mà A1 zero tạo thành một tính từ nên ta nghĩa là tức là dốc đầu xuống nè. Hoặc như cúi đầu, dốc đầu, đâm đầu xuống. Ở đây hình thái tức là cái gì? Ăn được chèn vào bên trong này ha. Zero. Có đầu gục xuống. Có đầu gục xuống, đầu gục xuống. Và quanh chi đá Pikawe ha. Urimanjatin Sarami. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là động từ Sarami ha. Từ động từ Sarati ha. Sarati có nghĩa là gì? Căng sar. Có nghĩa là nhớ nha. Chủ từ sẽ là cái gì? Ahang ha. Từ động từ đó là Ami. Rồi là Pikawe, tức là đầy các tỷ kheo. Y đá là ở đây. Ta như thế nào? Ta nhớ được. Urimanjatin. Tức là cái đời sống quá khứ. Đời trước đó ha. Gia quá là như thế nào, chừng nào, chừng ấy. Ở đây là gia quá, tức là gia quá rồi cộng với gì nữa? Gia quá cộng với chá, cộng với ý đá. Ở đây cái hình thái gì? Nhá rồi được thêm vô nè. Các vị để ý nè. Ăn rồi nè, những cái ý tá được thêm vô nè. Bởi vì ảnh hưởng bởi chữ chá này ha, cho nên là chữ cái ý tá nó đổi thành cái âm cuối của cái giống chá này. Nó là gia quanh chi đá. Như vậy ở đây này các vị theo, cái đời sống trong quá khứ, ta nhớ cái đời sống trong quá khứ như thế nào đó, tức là cái khả năng mà ta nhớ được chừng nào đó thì chừng ấy ta biết rõ biết, tức là một đời hai đời biết rõ là ta phải dòng dõi như thế nào, tên gọi như thế nào, vân vân. Như vậy này cái tỳ kheo ha, ta nhớ rõ cái đời sống trước như là vân vân. Rồi kế tiếp tức là Anuthulani. Anuthulani ở đây chúng ta cũng Anu và thu lá ha. Như cái tá được chèn vào rồi. Anu tính từ mang nghĩa rằng là cái gì? Anu mang nghĩa là nhỏ nha. Thu lá, thu Anu chấm dưới nha. Tính từ mang nghĩa là nhỏ. Thu lá có nghĩa là mập hoặc như là to lớn. Anh chỉ tức là nhỏ và lớn. Mà đây chia theo tự chủ cấp và số nhiều ha của trung tính. Danh từ ở đây ha. Ở đây tức là cái gì? Sapaso Anuthulani Sapaso ha. Sapaso tức là cùng với ha. Cùng với những cái điều nhỏ hoặc to ha. Ung ở đây được sẽ là ăn ở đây được chèn vào. Anuthulani. Chúng ta nhìn như vậy chúng ta có tách ra nha. Trong trường hợp này tức là những cái đó được chèn vào chứ không phải là Anung cộng với Thulani đâu. Người ta biết là biết nhầm nữa nha. Rồi cái tiếp là Manu Bức Băng Gama Dhamma cũng như vậy luôn. Chúng ta thấy rằng ở đây là cái gì? Bức Băng Gama đó. Về cái vấn đề mà Manu mà được ghép vào chúng ta đã coi rồi ha. Vừa trước chúng ta được gặp rồi. Ở đây là Bức Bá Cộng Dế. Cộng Dế Gama ha. Bức Bá Cộng Dế Gama. Ngờ được thêm vô ha. Bởi vì ảnh hưởng bởi chữ G nhỉ? Thuộc cái nhóm gì? Căn sát gà khăn ngá. Cho nên để ghép nó đổi thành chữ G. Bức Băng Gama ha. Tức là pháp nè, dẫn trước ha. Mà ở đây tức là cái gì? Dẫn trước bởi cái tâm tín. Tức là những cái pháp nào mà được hướng đạo bởi cái ý Manu ở đây tức là dùng cái nghĩa tức là Băng Gama ha. Gama ở đây chỉ cũng cách với lại Dhamma, quá khứ phân từ của động từ cái chế tí ha. Pháp mà được hướng đạo, được dẫn dắt bởi ý, có nghĩa rằng ý là hướng đạo cho những cái pháp nào. Mà pháp nào ở đây trong này ám gì tức là những cái tâm sở ha. Tức là các tâm sở, các thuộc tánh tâm lý đó, khởi sanh cùng với lại cái gì? Cùng với cái Manu. Anh chỉ tên Chitta. Trong trường hợp mà Manu anh Chitta. Rồi. Quá chi tí kasma. Được gọi là quá chí nha. Tức là đôi khi, vì rằng trong phía trên này. Tức là đôi khi có sự chèn được cái Chitta vào đó. Tại sao được gọi như vậy? Vì rằng ý đề năng quá sanh tí. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì?
Ở đây không có sự chèn vào ha. Không có sự chèn vào. Dẫu rằng phía sau chúng ta sẽ có cái gì? Dẫu rằng phía sau chúng ta có chữ năng nè, kết thúc bởi cái gì? Chữ n ha, tức là phụ âm. Nhưng mà chữ m những cái tác không được chèn vào trên đây ha. Dạ. Nó có rồi cho nên không chèn nó. Cũng như là bếp giá sắc ghê bắp mô đá tí ha. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng phía sau nó là chữ s nè. Đó là phụ âm, là nó không cần chèn vào bên trong này. Hoặc như là chữ bá này cũng không được chèn vào trong này. Như vậy, ý đê quá chúng ta tách ra là ý đá còn đê quá ha. Nắng bá xăng xăng tiết. Bá xăng xăng tiết, bá xăng xăng tiết ha. Mình nghĩ rằng tức là tán tháng. Và bá xăng xăng tiết là chia ra ngôi thứ hai. Sẽ là ngôi thứ ba số nhiều ha. Dạ, yeah. Ở đây đó họ chỉ tán thán, họ chỉ ca ngợi người ấy. Cái năng này đó là cái tăng đó, là đối cách rồi. Chỉ tán thán, chỉ ca ngợi người ấy. Rồi kế tiếp này tức là gì? Bết giá sắc kia bám mô đá tí. Ở đây động từ sẽ là gì? Bám mô đá tí hả? Bám mô đá tí như vậy đó là ngôi thứ ba số ít nhỉ? Mang ra tức là vui thích, hài lòng, hoan hỷ hả? Sắc kia để sắc giá hả? Mà chia theo vị trí nè. Ở trong mà sắc giá tức là thuộc về cõi trời hả? Anh chỉ tức là hoan hỷ trong các cõi trời hả? Hoan hỷ trong cõi trời, trong thiên giới, hoan hỷ thiên giới. Tức là vui thích là thế giới. Và bết giá ở đây tức là bất biến từ hay mình nghĩ ra tức là sau khi chết hả? Sau khi chết. Vậy như là anh chỉ tức là đời sau đó. Bết giá thì bữa trước thì chúng ta nói rằng là bá cộng với ý hả? Bá cộng với ý. Dạ. Chữ ý nó đổi thành gì? Yeah. Mà cái hình thái này là hình thái Sanskrit, nó là pratyaya, pratyaya. Tờ giá như vậy đó nó mới đổi thành cc được pre tỷ giá. Góc nó gọi là chữ ý vậy. Góc nó là chữ ý. Nó bằng là gì? Nó bằng là ba. Học chữ tiếng chúng ta là bằng cái Sanskrit nha. Sanskrit nó là cái gì? Pre-tia. Bạn như là sang viết pre-tia. Chúng ta sẽ thấy rằng pre-tia ha. Từ T-Y này nó là chữ C nè. Pra này nó là nè. Ba, bếch giá. Ý nè. Và ở đây tức là chia theo children, tòa, ý.
trường hợp chúng ta dùng từ nghĩa là hướng tới, hướng tới hướng trước. Mà ý ở đây tức là căn này mang nghĩa là đi, đi về hướng trước, mang nghĩa là tức là tiếp tiếp nối cái vòng tử sanh ha, tức là sau khi mình chấm dứt đời này tức là bắt đầu diễn tiếp tới nữa, mang nghĩa là tức là sau khi chết hoặc như là đời sau hoặc như là kiếp kế ha. Ừ. Như vậy chúng ta dùng theo nghĩa tức là gì? Quá bất biến quá khứ phân từ nha. Đó là gerund luôn, tức là sau khi, tức là sau khi, sau khi. Sau khi hướng về hoặc sau khi đi về phía trước, mà nghĩa tức là sau khi mà mệnh chung ha. Sau khi mệnh chung. Rồi ở đây tức là cái gì? Trong trường hợp này sau cái bệnh chung chúng ta dùng cái nghĩa là đời sau cũng được ha. À, tức là nó vui thích ở thiên giới, tức là ở đời sau ha. Tức là sau khi bệnh chung đó thì vị ấy đó, vui thích ở cõi trời, tức là sau khi làm cái hạnh lành đó, sau khi tạo cái điều thiện đó thì vui không những ở đời này mà đời sau đó sanh ra cũng được sanh về thiên giới cũng vui thích. Rồi nahi ete hi yanehi Yana thì chúng ta dùng theo nghĩa là cổ xe ha. Yana chúng ta dùng theo cổ xe. Như vậy thực vậy ha. Với những cổ xe ấy, không phải với những cổ xe ấy ha. Thực vậy. Không phải với những cổ xe ấy. Yana y đó. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái gì? Nikahita nó không được thêm vô vì rằng phía sau nó là chữ H nè, tức là phụ âm cũng không có được ấy hả. Rồi chữ E nè, mà còn một nguyên âm kết thúc là chữ Nikita không được chèn vào trong tất cả những trường hợp này. Nahi, Ete, Hit, Ya. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Cái Nikita được chèn vào cái gì? Phải sau một nguyên âm nha. Phải sau một nguyên âm. Mà cái Nikita đó, nó có thể đứng trước một gì? Một nguyên âm cũng được. Hoặc như một phụ âm là U này, Udaba đi, hoặc như là Siro, chữ S này. Nhưng mà bắt buộc là Nikita phải đứng sau một nguyên âm. Cho nên trong trường hợp chúng ta sẽ thấy là á là phụ nguyên âm nè, ý là ý là nguyên âm nè, nhưng mà nó không được truyền vào trong này. Rồi cái che giác ai cái tăng đi xăng, cái che giác ai đi xăng ai cái tăng đi xăng đi xa ha, nghĩa là hướng. Tức là cái gì ở đây chủ tự sẽ được hiểu ngầm ha, tức là nó có thể đi gì, nó có thể đi theo hướng mà đã đến hả? Theo hướng mà đã đi đó. Ở đây quá khứ phân từ là Agatha. Hướng đã đi. Không, nó phải Agatha nhỉ, nó Agatha. Agatha là bất định hướng đó. Nó có thể hoặc như nó nên đi theo hướng. Rồi ở đây tức là cái gì? Giá Gahane đó. Visadasa cha bakarohoti vajesati vajesati wa. Khi dùng cái từ chá theo cái nghĩa mà trên cái tiêu đề đó, nikahitan chá đó, khi dùng cái từ chá ở đây là nikahitan cộng với chá bakarohoti visadasa. Chisati,
đôi khi những cái tác được chèn vào. Và baccaro là cái cách thức này, hoặc là nó có cái phương cách, nó có cái cách dùng đối với cái tiếng quý. Rồi đối với cái chữ quý, đối với cái chữ quý đó thì nó vẫn được dùng ở trong trường hợp này, tức là vẫn áp dụng đến cái ký tác. Nhưng mà trong cái ví dụ này là không có hợp lẽ, bởi vì sao? Bacchetti hả? À, nhưng mà chúng ta tách ra hàng bá và mít caro hô tí, chứ không phải là bác caro. Tức là có chữ bá, tức là thay thế chữ bá cho cái chữ quý. À, đối với cái chữ mà bắt nguồn từ chữ quý như vậy thì thay thế chữ bá. Khổ thiệt đó chứ. Bá caro nha. Chứ bá cộng với caro đó, à, chúng ta cần nói cái này, à, nói chữ đi đó. À. À, tách ra nhỉ. Như vậy ba chết sát tí ha, hoặc là cái hình thái tức là quý chết sát tí. Như vậy là cái gì? Có khi mà dùng từ giá, tức là đôi khi đó, thì mang nghĩa rằng là có hình thái chữ bá thay cho chữ quý, như trường hợp của ba chết sát tí và quý chết sát tí. Ba chết sát tí ha, tức là bá cộng với căn ít, căn ý đó. Mà đây là hình thức tương lai nha. Chúng ta biết luôn. Và chết sắp tí nha. Đây là hình thức tương lai. Okay. Và chi nào tí. Và chi nào tí nha. Và chi nào tí. Từ bá cộng chí cũng na đó hả? Đang nghĩa rằng tức là tập hợp, gom góp. Nghĩa của bác sĩ nè. Sẽ gom tụ sẽ tụ hội và chia sẻ tí. Chữ bá này là nó thêm để nhấn mạnh tiền tốt căn chí là còn ít sẻ tí và chia sẻ tí và chia nè tí. Rồi cũng tương tự như vậy luôn, hình thức quý chết sát tí nè, cũng quý chi na tí luôn, yeah. Tức là cũng gom góp tập hợp như vậy, bá và quý có thể thay nhau, đồng nghĩa với nhau. Rồi chúng ta qua cái điều luật số 57 của Madaro Basilic, từ tích tư điều luật 37 chúng ta đang học. Cái điều là chúng ta học, chúng ta mang thì đánh dấu và chúng ta đã học rồi.
Chị nào đi. Các vị chờ xíu. Văn tủ và văn tủ một cách văn tủ một cách riêng biệt phân tán không không vì rằng cái tiền số mà bá ha có nghĩa thứ về mà sự văn tủ như vậy chúng ta gần nha, có nghĩa tức là chí na tí có nghĩa là cái gì, là gom đóng gom đóng tập hợp, mà tập hợp hướng về tức là cũng là cái sự mà gom gom tụ lại, nhưng chữ quý nó dùng cái nghĩa riêng biệt phân tán ra, mà gom theo nghĩa mà gọi là phân theo nghĩa từng là từng mảng như vậy tức là xem xét ha, chúng ta dùng nghĩa quý chất tí xem xét nha. Quý chất sát tí chứ quý chất sát tí là sẽ xem xét hả? Sẽ xét duyệt, sẽ xem xét. Và chất sát tí tức là sẽ gom tụ. Nhưng mà hình chữ bá thì cũng sẽ được sử dụng. Tức là thêm thay tiền tố đó vô thôi. Sự xem xét. Không có phải xử mà gọi là xem xét luôn vậy. Sẽ. Rồi kế tiếp ở đây 57. Nikahi tanja agamoho tisare wa kinjene wa kwahi Sukutya ranathane nikahi tasa Rasa nukatata rasa Toyeyayam toyewayam. Ở đây cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng nó động từ hạt mô tiết, tức là có cái sự chèn vào cái hi tác khi mà sare qua cái video qua quá khứ, khi mà có phụ âm, khi có mở nguyên âm hoặc là phụ âm mà theo sau như vậy ha, đôi khi quá khứ đôi khi có sự chèn cái hi tác vào với mục đích là như thế nào, xuất khu quốc gia đó, mục đích đó là để đọc cho nó trơn hơn, nó mượt hơn ha. Quốc gia đó là sự đọc, sự phát âm ra nhỉ, với mục đích là để nói cho nó mượt hơn, nó trôi hơn. Ví dụ chắc khu udaba đi thì như vậy kết thúc bởi hai cái nguyên âm ha, chắc khu udaba đi thì như vậy nó không có mượt ha, người ta ghép lại là chắc khu udaba đi. Như vậy cái này là nên viết liền nha, Barobasini nên viết liền lại cái chữ này chắc khu udaba đi nha, nên viết liền lại không phải tắt ra đâu, tại vì những cái tác được chèn vào mà chắc khu udaba đi, 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 chắc khu udaba đi. Cái câu ra awan siro như vậy luôn. Thì vậy awan siro, awa đoạn âm nó phải nhiều hơn, mà để awan siro nó sẽ đọc dễ hơn. Và mình chỉ đang biết câu quen cũng tương tự như mấy cái ví dụ này ở bên kia chúng ta đã có rồi. Anung thù là ni, anung thù là ni, anung thù là ni, tăng samayutta ha. Tăng samayutta tức là tá cộng với samayutta. Như vậy cái hình thái mà tăng samayutta thì không phải hình thái người ta viết nhầm nha, mà nó gây ra được chèn vào, tức là được liên hệ. Samayutta ở đây tức là quá khứ phân từ, quá khứ phân từ được liên hệ, được liên kết điều ấy, được liên hệ, được liên kết điều ấy. Rồi evang tăng khane tá và khả ná hả, tức là trong cái sát na ấy, như vậy trong cái sát na ấy, trong cái khoảnh khắc ấy, yêu quan tăng khả nề tăng sa bao vô, sa bao quá ở đây tức là em chỉ tức là cái tình trạng ha, cái bản chất đó. Sa bao quá có nghĩa là bản chất, như vậy là cái gì, cái bản chất ấy hả, bản chất là như thực chất. Rồi đây qua chi tiết kim được gọi là quá, được gọi là quá chí, được gọi là đôi khi ha. Vì ra ở đây chúng ta sẽ thấy ná hít e tê hí nè, phía sau nó là một phụ âm nè, hoặc như phía sau nó là một nguyên âm, nhưng mà chữ ná này không được chèn đi ghi tá, hoặc chữ ý được chèn đi ghi tá vào trong này. Ví dụ này bên kia thì chúng ta coi rồi
ý đa ép chá cũng như vậy luôn. Phía sau là một phụ âm ha, chữ chá và chữ e quá, nhưng mà chữ á này không được chèn vào. Chúng ta không có là ý đăng chia quá, hoặc như là năng hí, hoặc như là ná him e tê hí, không được chèn vào. Rồi cái tiếp nữa là cái gì? Tê quăng vứt tê. Nhưng mà ngoại trừ cái trường hợp này, ngoại trừ cái trường hợp này ha, e quan vút tê tức là đã được nói như vậy, tăng sa đú, mà cái phần này đó nó sẽ được đi kê cái phần dưới này này, cái điều số 58 này nè, an viên cho nên cái hi tăng này này, chúng ta cứ biết nghĩa trước đi, tăng sa đú, điều ấy thật đúng, rất đẹp ha, điều ấy thật thiện lành. E càng sắp dần bắt qua, nó tạo thành gọi là một cụm chuyển từ chỉ thời gian nữa. Nó là một lúc, sao mới giác là lúc hoặc một thời, thời điểm, lúc. Chủ từ sẽ là bắt qua hả? Ác ghim quá. Sao mới năng y tí hả? Ác ghim quá, sa na má chứ. Ác ghim quá, sa na má. Ác ghim quá chúng ta tên là ác ghi hả? Ác ghim đó, cộng với ý quá. Sáng nắm má này từ con từ sáng nắp tí hay nghĩa rằng tức là rống lên, hét lên. Hét lên là ồ, từ gây ra tiếng động như một ngọn lửa. Rồi phía này chúng ta còn có là cái gì? Thì ý tí cũng như ý đá ha. Ở đây nó có một loạt ví dụ này được đề cập. Ở đây là lopa adesa carie. Ở đây có hình thái tức là có thể là xóa nè, có thể được chèn vô nè, tức là có thể thay thế nè. Adesa là thay thế. Sambate tức là những cái hình thái bị ở xóa hoặc như thay thế thì có thể được áp dụng. Yepuye đó. Tadapawa dathamma tức là tăng hả? Chúng ta tức là tăng cộng với cái gì? Cộng với abawa đó. Cộng với tăng cộng với a hả? Abawa đó có nghĩa là cái sự mà khiển trách. Để chống lại cái này chúng ta còn có nghĩa là abawa đấy, chúng ta còn chỉ trích mà chúng ta còn có nghĩa là gọi là khước từ hoặc là chống đối hoặc là chống lại hoặc là phản bác, chúng ta dùng cái nghĩa là phản bác. Abawa đó với mục đích đó là gì? Đã nói ở đây với mục đích đó là để phản bác lại cái ý này, tức là những cái hi tá được chèn vào, nhưng mà trong một số cái ví dụ này đó thì nó là áp dụng cái luật có thể là xóa, có thể được thay thế, chứ không có sử dụng là những cái hi tá được chèn vô trong này hả? Cái nghĩa này, cái tăng này ở đây nó đã tách rời ra hả? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Cái điều này ha, không, cái tăng này là cái đối cách cho cái áp quan đá này. Cái điều này đã được trình bày với mục đích là
là phản bác hả? Để chống lại, chống lại cái gì, chống lại cái luật, cái điều luật mà số 57 này. Yeah, yeah, đó, tức là chúng ta dùng từ nghĩa trạng từ ha, anh nghĩa rằng tức là cùng với hoặc như là đa phần, hoặc như đa phần hoặc như thường xuyên đó. Mà sambatte tức là chúng ta dùng theo vị trí cách tuyệt đối, khi mà có được ha, khi mà áp dụng sambatte là khi mà có được cái áp dụng cái gì, những cái hình thái gì như là xóa nè, những cái cách thức như là xóa hoặc như thay thế với mục đích tức là để phản bác lại cái điều luật này, như trong một số cái trường hợp này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nên viết viết xác vô chứ hả? Không, không, chúng ta không viết xác vô, chúng ta viết viết tách rời ra, viết tách rời ra. Để rõ hơn chúng ta coi cái điều 58 phía dưới luôn nè. Cái điều 58 phía dưới thì chúng ta có học chưa? Chúng ta học rồi đúng không? Nó tương thích với là cái điều luật số 30 đúng không? 30 của cái thời gian đó. Trên 30 đây này. Ăn tiền giấy đề đây này, 28 hả? Đã có rồi lần nhỉ? Tức là đi cái hiện tá đó. Những cái hệ tá được gọi là ăn khi mà có phụ âm theo sau. Yêu quan quốc tê ha, đã nói như vậy. 30 hiệu quả cách nhé, tương thích lại 58 của Padarubasiddhi. Các bạn chúng ta học rồi. Như vậy cái điều luật mà gọi là điều luật 37 cũng như là 57 đó này, một điểm quan trọng ở đây tức là cái gì? Nikkeheta đôi khi để chèn vào ha, khi mà theo sau nó có nguyên âm phụ âm, ngoại trừ một số cái trường hợp, ví dụ trong cái điều luật số 58 ha của Padarubasiddhi cũng tương thích như là cái điều luật số 30 của Kachana, tức là Nikkeheta được Nikkeheta được gọi là ăn thôi, tức là không có dính liền ha. Như vậy hình thái của 57 và 58 này khi mà tách ra thì như vậy là đúng rồi, không có tách đèn rồi, không có dính liền với nhau rồi. Như vậy chúng ta qua cái điều luật số 38 của cách gian á, điều luật 58 của cách gian á, chúng ta đang học về gọi là những cái tác sanh lý nè, là hoặc từ về sanh lý nè, ta học từ về đi kiến tác, từ về chị ăn này, quá chi lô băng Nikahi tăng khổ sa rê pa rê quá chí đô băng tắc bồ tí. Động từ bắc bồ tí hả? Bắc bồ tí, ba bút nà tí, bắc bồ tí đó. Như vậy là cái gì? Chủ từ sẽ nói là Nikahi tăng hả? Nikahi tăng hả? Được gì? Là đi đến hả? Vậy như là mà lô bá đôi cắt tức là bị xóa bỏ. Đôi khi hả? Bị xóa bỏ khi mà có nguyên âm thêm sau. Rồi chúng ta tiếp tục cái này. Đôi khi những điều khác được xóa bỏ. Đôi khi những điều khác bị xóa. Thì khi những cái cá bị xóa thì có nguyên âm theo sau. Chúng ta sẽ bỏ vô đơn để cho biết rằng là chị em bạn không biết. Ví dụ như ở đây tức là ta sa hằng san tí kê, ta sa hằng san tí kê ha. Bây giờ đôi khi những cái tá bị xóa bỏ.
Dạ rồi chưa? Rồi ta sa hăng này ở đây. Chúng ta coi. Ta sa hăng này là hình thái từ cái gì? Điều luật này ở đây tức là cái gì? Tức là đôi khi nếu khi ta bị xóa khi có nguyên âm theo sau, nguyên âm ở đây tức là cái gì? Là á ở đây hả? Như vậy là ta sang á hằng. Ta sang á hằng hả? Như vậy nếu cái ta bị xóa bỏ luôn, rồi kế tiếp là á cũng bị xóa bỏ luôn, nó ghép tiếp vào trong á hằng hả? Á hằng. Ta sang cũng bị á hằng. Ở đây chúng ta sẽ tách ra là cái gì? Do cái điều luật này cho nên là nít cái tá bị xóa ha. Cho nên nó là cái gì? Tá sát, đúng không? Rồi, chúng ta cộng rồi. À, okay. Còn là gì? Á hăng, đúng không? Cái này là do đâu? Tá sát này là do cái điều luật số chúng ta mới vừa học. Điều luật bao nhiêu? 57, đúng không? Rồi. Còn 38 chứ? 38, điều luật 38. Cá 38 đúng không? À, xin lỗi, ở đó rô bá là 38 mà còn cá là bao nhiêu? Nó lộn. Cá là 38 nha. Tức là do cái điều luật này cho nên cái hy tác bị xóa bỏ, đúng không? Rồi bây giờ nó là như thế nào nữa? Ta xăng, ta sát. Rồi bây giờ là ta. Mà á mà của cái gì? Á mà của mà ta sát bị xóa bỏ đó. Chúng ta là dùng điều luật gì? 12, đúng rồi. Không, nhưng mà chúng ta phải tách nó ra cái đã. Tách nó ra tức là 10. À, cá 10. Rồi chúng ta mới dẫn đến được. Rồi, đúng không? À, đây là cá nhiêu? Cá 12. Cá 12 mới xóa áo luôn nha. Á hằng. Rồi. Bây giờ mới trường nó lên nè. Ta nè, cộng xá nè. Cộng với A hằng nè. Cá bao nhiêu? Cá 15. Cá bị dịch ra 15. 15 có nghĩa là cái gì? Đi găng. 15 đi găng đúng không? 15 đi găng ở đây. Khi tiền nguyên âm bị xóa bỏ thì đôi khi hậu nguyên âm bị trường hóa. À. Như vậy là khi tiền nguyên âm bị xóa tức là cái gì? Á bị xóa rồi, đôi khi là hậu nguyên âm được trường hóa, cho nên cá 15. Rồi cộng thêm cái gì nữa? Bây giờ ta gặp lại. Tá, xá, hăng, 11. Cá 11, đấy. Cá 38 rồi. Mà ta xăng là gì? Cách thứ tư và cách thứ sáu số nhiều mà đối với tá là đẩy từ mà chia theo nữ tính hả? Tận tá chúng ta chia theo nữ tính. Cái là 8, cái 10, cái 12, 15, 11. Học xong rồi lát nữa in cho luôn. Xuống quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa? Rồi. Mình nhìn đây. Đúng rồi. Ở đây cái ví dụ đó ha. Ta sa hang sa tích kia. Sa tích kia nghĩa là gần ha. Đối với những người ấy, tôi thì gần. Gần về khía cạnh có thể là về nơi về vị trí ha. Để gần về khía cạnh là tính cách vân vân. Đối với những cô ấy đó. Rồi ở đây tức là we do naga mi ha. We do naga mi chứ phải naga mi tí nha. Nên là naga mi tí. Chúng ta coi mà cái chia nát rồi. Ở bà ta của bà sẽ biết là 13. Này, we do naga găng đây nè. Các vị thấy không? We do naga găng hả? We do naga găng. Rồi như vậy tức là cái gì? We do naga găng cộng với ý tí. Thì thay vì như vậy thì nên biết là cái gì? We do naga găng tí. Đúng không? Ví dụ đắt găm tí. Hình thái này cũng lạ đó. Viết chữ này cũng lạ đó. Rồi bôi đỏ tiếp dạ, chữ này. Cho nó cái mà phút nào. Nên là ví dụ đắt găm tí. Ví dụ đắt găm tí ha. Sữa. Chúng ta phải đem đi sữa. Đi sữa có sữa tắm bài đó. Cho nên để chị sửa chút đi nhé. Sửa nên là ví dụ nó cam tiếp rồi. Ở ví dụ nó cam ở đây thì tức là cái gì? Là cái gì? Năng găng đúng không? We do năng là gì có nghĩa? We do là gì? Bậc trí. Trời ơi, trí nhân trí giả. Đối với những bậc trí đó thì vị này là tối thượng, là cái gì? Tôi là tối thượng đó. Ở đây học rồi mà đúng không? Lên dịch hoài đó. Xin dịch hoài. Rồi ná hả, chúng ta bỏ á đi. Đu ná. Rồi cái tiếp nữa là đu tắt á ra. Không, trong trường hợp chúng ta không cần tắt ra luôn. Không, chúng ta cũng phải tắt ra và xóa mới được chứ. Tắt ra và xóa mới được. Tắt buộc rồi. Như vậy là cá gì? Cá 10. Cá 10 tắt ra. Thì chúng ta phải ăn găng được. Nhưng mà trong trường này, trong trường hợp này chúng ta không dùng là cá 15 nha. Không cần phải trường hóa lên nha. Ví dụ cá 12. Đấy. Rồi. Cái 12 là xóa chữ, xóa chữ á. Cũng ví đu ná. Cái 12 này chữ á này. Ví đu ná đây nè. 10 đó là cái gì? Là tắt á ra. Mà 12 là xóa á rồi. Rồi. Tức là mình viết kết quả rồi mình mới viết cái điều luật ha. Chứ còn cái bước thì khỏi nữa. Dựa vào cái điều luật sẽ có được kết quả. Là tối thượng trong những bậc trí nè. Tối thượng trong những bậc trí. Tối thượng trong những bậc trí. Tối thượng trong các trí giả.
Rồi chưa? Tôi thử được cái chi giả. Rồi nha. Rồi cái tiếp nữa là cái gì? Qua chi đi kasma. Được gọi là đôi khi. Tại sao như vậy? Vì trong trường hợp này có sẽ là cái gì? Đi cái hi tác bị xóa thì có nguyên âm theo sau. Trong trường hợp này chữ e nè, là nguyên âm nè. Nhưng mà đi cái hi tác bị xóa không? Không, vẫn giữ lại. Á hăng đây. Đó. Rồi phía sau là cái gì? Là á đây. Nhưng mà đi cái hi tác vẫn giữ lại. Ta e ta mắt thăng nè. À, chúng ta nên bôi đỏ những cái từ này. Chúng ta thấy rằng là cái gì? M không bị xóa bỏ khi mà phía sau nó đã có nguyên âm. Quý đi toa đó. Chúng ta mới học rồi. Toa và toa đó là gì? Đây là hậu tố của bất cứ quá khứ phân từ nhỉ? Hỏi như Sharon ha. Mà quý đá tí tức là quý đá tí là cần được biết ha. Được biết nên hiểu. Được biết nên hiểu. Quý đi toa đó tức là sau khi hiểu được cái ý nghĩa này. Ở đây mà cái chủ từ sẽ là cái gì? Là ba lô, tức là kẻ ngu. Ở đây tức là cái gì? Nu ná là trạng từ nha. Thật vậy, chắc vậy. Ở đây á hàng là chủ từ. Alo cũng chia chủ từ luôn, chuyển cách luôn. Cái này chỉ xuất hiện ở trong sách văn vạn các gia nát và sách đá đi tí. Đó là cái ví dụ điển hình ở đây thôi. Điều ở đây tức là cái gì ác hăng đó, mà chia theo chủ từ nè. Nên là ác hăng ha. Nó không có chữ ba lô nhỉ. Cái ba lô mà chia theo chủ cách như vậy đó là đồng nghĩa rằng tức là kẻ ngu. Là kẻ ngu thì không hiểu được rõ ý nghĩa ấy vậy. Cho nên trường hợp cái chữ ba lô này chúng ta cần phải nó chỉ trong cách chia nét là sao đã đi tí thôi, chỉ trong hai bảng thôi, có cái này thôi. Quay đỏ vậy. Tại vì chữ nó đã đen rồi vậy. Đúng rồi, cái chia nét này à. Cái đó nhìn tí. Cái áp này nó cùi mía vậy. Vậy tôi là tên trợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái hổ thẹn. Ở trong trong luật ba chi tí giá đó, thì nó có cái cụm này nhưng mà nó không có cái từ mà ba lô, mà nó sẽ thay cho cái từ mà chô ri. Thật vậy đó, ta là tên trộm vậy, ta là tên trộm chứ không có chữ ba lô này ha. Cho nên là cái hình thức mà ba lô này chúng ta hên bối bôi đỏ vì rằng cái từ này nó rồi. Như vậy đó là thật vậy, tôi sau khi hiểu được ý nghĩa ấy, gọi chữ ba lô là chúng ta để đó. Rồi, chúng ta qua bên 53 ha. Bắt đầu Rupasidic, điều luật số 53 tương thích với lại điều luật 38 này. Rồi 53 là quá chi đô bằng, à quên lắm. Cái này chúng ta biết nghĩa rồi đúng không? Rồi đúng rồi. 53 ở đây là Nikahi tăng khô sa rê pa rê lô băng bác bồ tí quá chi chân đà rô rắc hàn nê su khu chê rà nắc hà nê tô pa sa rắc lô bồ pra sa a sang yô gam ta sa đi hô. Cũng tương tự như vậy ha. Các bạn này phía trên đó là chữ cộng từ chúng ta sẽ là bác bồ tí rồi. Tức là khi có nguyên âm theo sau sa rê pa rê nê thì Nikahi tăng đôi khi bị xóa với mục đích gì? Chúng ta đem với mục đích đó là để đọc chó thuận tai ha, à, cho thuận tai chó cho mượt. Còn với cái nghĩa tức là cái gì, để giữ lại cái ý định ha. Rồi sau khi mà gọi là được xóa cái Nikahi tá đó rồi, đó là như thế nào? Pasara lobo, tức là có cái việc mà xóa cái gì, cái tiền nguyên âm, chúng ta còn nhớ không? Xóa tiền nguyên âm tức là xóa cái gì, là xóa cái gì, xóa cái chữ á này, ví dụ như cái ta sa hăng này này, sau khi mà xóa cái gì đi ghê tá rồi, tức là chữ ăn rồi, bắt đầu còn phải xóa cái gì, cái tiền nguyên âm này nữa, cái á này, cho nên là cái điều luật số 10 này ha, đây để giải thích thêm đó. Rồi parasat asang yogantasa digo, rồi hơn nữa là trường hóa đối với cái âm cuối mà không liên hệ, không cùng nhóm ha, đối với cái gì, đối với cái âm ở phía sau, trường hóa ở đây tức là gì, dựa vào cái điều luật này thì tức là cái K15 này ha. Tức là phải trường hóa cái gì, cái a này lên, cái á là thành cái a này ha. Trường hóa cái á tức là cái âm, trường hóa ha. Nhưng mà ở đây đấy thì nó lại ngộ cái này, trường hóa đối với cái âm cuối mà không liên hệ, trường hóa cái âm cuối mà không liên hệ đến cái từ cuối. Nếu mà dựa theo cái cách giải thích này đó là chúng ta không có trường hóa mà chữ á này, là chúng ta nên trường hóa là cái chữ á của á ha, chúng ta không trường hóa chữ này mà chúng ta phải trường hóa của cái chữ mà đã xóa. Các bạn hiểu không? Ở đây bút pasara lobo tức là có cái sự xóa đối với tiền nguyên âm. Nhưng mà ngặt nổi ở đây tức là cái gì? Digo hồ tí tức là có cái sự trường hóa đối với cái âm cuối mà không có liên hệ đối với cái từ, đối với cái từ sau. Mà cái âm cuối mà không liên hệ đối với từ sau tức là cái gì? Âm cuối nè mà không liên hệ với cái từ sau là cái từ á đã được xóa bỏ rồi. Cho nên cái cách giải thích này nó cũng không thỏa đáng nha. Đối với cái âm cuối mà không liên hệ đó, đối với âm cuối nè mà không kết hợp hoặc như không liên hệ đối với cái từ sau đó bị trường hóa. Rồi cái đó, rồi bôi đỏ cái chữ này nữa. Giải thích cái đầu thì còn ổn, giải thích cái sau là không ổn. Rồi bôi đỏ tiếp. Dạ. Rồi ta sang hang san ti ke cũng tương tự như vậy luôn. Tức là ta sang cộng với á hang san ti ke. Ta sang hang san ti ke nãy nghĩa là gì? Cô Trang. Dạ. Đối với gì, đối với ai tôi thì là. Tại vì động từ chưa có nha, đừng có. Sử dụng là hôn tí nha. Đừng có đứng gần ha. Dạ rồi. Quy đu nắc găng nha. Rồi chúng ta đã có nghĩa rồi. Tát xá. Ada sa hăng ha. Rồi tắt từ này ra. Ada sa hăng.
Rồi chúng ta tách ra là ná cộng với đá là san năng cộng với á hăng. Viết vào á cộng á hăng đây. Rồi ná là phân từ vô định là không ha. Như vậy đó là chúng ta cũng copy cái này cho nó lẻ. Ná là sa năng là xóa bỏ này. Cá 38 12. À, xin lỗi đa xăng chứ. Xin lỗi quý vị. Đa xăng chứ mà đa xăng năng. Đa xăng là gì? Là nô lệ hả? Hả? Viết đúng rồi hả? Như vậy thì chúng ta nên là đa số trong trường hợp đó là trong trường hợp tác sát ada sa hăng tức là tôi không phải là tên, tức là về việc ấy hoặc là đối với việc ấy thì tôi không phải là một kẻ nô lệ. Như vậy là đa sát cộng ác hăng. Rồi như vậy mới là ná được xóa bỏ. Mà trước khi ná xóa bỏ là ná tách ra thôi, đúng không? Ná tách ra thì chúng ta là dùng 10 ha. 10 đây. Rồi ná mới mất đi. Ná mất đi là chỉ còn das thôi. Là 10 là tách ra là 12 mới xóa ra này. Rồi khi mà gặp lại là cái gì? À, cộng với trường hóa nữa ha. Ở đây là das này. Das này Das trừ cái a hăng rồi lên là do cái gì? Cá 15 ha. Cá 15 rồi bắt đầu khi mà gộp lại đó là sa hăng. Ở đây tức là cá 11 ha. Rồi na đa sa hăng ha. Na đa sa hăng na das na das. Cái câu này mà làm việc kiểm hay quá thôi xin. Ừ. Rồi cũng sẽ tới vậy. Có những ví dụ này. Câu này là chắc chắn thì cho đó. Nhấu rồi chưa? Như vậy là trong cái câu này nó có nghĩa là gì? Các vị biết được chưa? Biết hết chưa? Biết vô. Này còn đúng hai người học hả? Rồi. Rồi chưa? Rồi như vậy là cái gì? Đối với việc đó, đối với việc ấy là ta không phải là nô lệ, đối với việc ấy thì ta không phải là nô lệ.
ta không phải là kẻ nô lệ cho việc ấy. Ừ, chúng ta dùng thế cho việc ấy. Hay là ta không phải là lệ của ông ấy. Của người ấy cũng được. Tại vì nó là một vị ấy không xa. Ta không phải là nô lệ của kẻ ấy. Rồi kế tiếp là tát tha cát ta hăng ha. Là tắt cái từ này ra. Tát tha cát ta hăng. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là tát tha ra tát cộng với a hăng. Ta là bậc gì? Ta là đứng Như Lai ha. Ta là đứng Như Lai. Thì về cái cách này thì cũng tương tự như cái phía trên này luôn. Cũng xem là cái gì? Tát tha ga tát. Ta tát tá ra nè. Đó là cá bao nhiêu? Rồi bắt đầu nó bằng. Cá được xóa bỏ nó do cá mấy? 12. Rồi. Kế tiếp nữa là cái gì? A bị trừ hóa lên. Một cái bao nhiêu? 15. Cho đến 11 bằng 1. Rồi. Dạ. Chưa chưa nào con. Nhất tá là chia cái vị trí cách nhỉ? Tức là đã được liên kết, đã được kết hợp. Rồi nha. Rồi kế tiếp e qua hăng cũng tương tự như vậy đúng không ha? Chị Gia hăng cần tắt chữ này không? Tắt khỏi. Chị Gia hăng. Hả? E quá ta tư sĩ. E quá hăng. Không. Gia hăng. Chị Gia hăng. Rồi. Không để tắt chữ này. Đi á chị là đi. Cái gì là gì? Giá là gì? Kim. Kim à. Cái gì nữa? Cái bà tám. Cái bà tám. Ý mà đổi thành y dài là bữa trước thì chúng ta học chưa? Rồi. Ý dài là K1 đúng không? Phải. Đúng rồi, ý quân vòng dài đúng trừ lên nữa là 15 11. Rồi chị Gia hăng nha, Kim đã hăng. Yeah.
Được chưa? Rồi. Rồi, chép đi, chép đi. Đúng chưa? Rồi nha. Lát nữa có in sau cho được. Cái tiếp là quà chi tiết. Chạy đâu rồi? Rồi đây là quà chi tiết kim hả? Đôi khi á, được gọi là đôi khi. Là như thế nào là ngoại trừ những trường hợp này? Yêu quá mát sát hả? Tức là yêu quăng ác sát. Ở đây nó không được xóa ha, mà nó vẫn giữ lại hình thái đó. Yêu quan cộng với ác sát. Như vậy đối với người ấy, đối với chuyện ấy, đối với bị ấy, ác sát đây là hình thức của tác sát đó. Cũng như là kim á hăng ha. Đây, hình thức phía trên chúng ta là gia hăng ha. Phía sau này tức là hình thức nó giữ lại hình thái là kim á hăng, là kim cộng giả hăng. Ta là gì? Cô hăng ta là gì? Không, câu này cái giờ này không dịch được, bởi vì kim nó sẽ đi cùng với một cái vật nào đó, chia theo trúc tính. Rồi cái tiếp nữa là cái gì? Ariya satya nam dasana e tam buddha na sasana sangrato sangaro sarambo avi sangharo chi rang pawasi gantu kampo gantu mano atida wachi lobanti watate. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Ariya satya năng hạnh tất sanh năng. Ở đây hơn sẽ lại. Đây đây nè. Gần tu cam mô, gần tu cam mô. Ở đây. Quá chi lô bồ. Quá chi lô bác. Quá tát tê hả? Tức là được dùng ở đây. Quá chi lô bác ở đây tức là điều luật mà nào? Điều luật 38 hả? Điều luật chúng ta mới vừa học đấy. Đôi khi đó được xóa bỏ hả? Đi cây tá đôi khi được xóa bỏ đó. Đấy. Mới vừa học rồi 38 cái chi đó. Như vậy đó thì dựa vào cái điều luật này đó thì đôi khi nó được xóa bỏ nhưng mà đôi khi nó không bị, cho nên mới dừng hình thức là quá chi lô băng quá tắc tê. Thế để với cái điều luật này chúng ta sẽ thấy rằng là chữ năng nè. Phía sau nữa là gì? Một phụ âm là đắc xá năng. Vậy vậy đó mà chữ năng này nó không bị xóa bỏ đúng không? Tại nó tắt rồi, nó xóa rồi. Điều luật 38 á, cái điều luật 38 tức là quá chi lô băng tức là gì? Nikahi tăng khô sa re pa re quá chi lô băng bắt bồ. Tức là khi mà có phụ âm theo sau đó thì nikahi tá đôi khi bị xóa bỏ. Thì khi bị xóa rồi bắt đầu nó mới gộp lại, nó mới tạo thành là một. Tại vì nó xóa không thể nó đứng một mình được, nó xóa nó phải gộp lại cho nó mới thành là tassa hăng được. Trường hợp này tức là cái gì? Nó không xóa cho nên nó không cần ghép lại. Nó không xóa hả? Cho nên là cái điều luật này được dùng tức là mang nghĩa là tức là nhấn mạnh cái từ quá chí hả, tức là đôi khi tôi ngoại trừ những trường hợp này, ví dụ ariya satya năng dasa năng hả, dasa năng có nghĩa là sự thấy hả, thấy đối với các thánh đế hả, ariya satya. Vì rằng satya ở đây tức là có bốn cái thánh đế cho nên nó chia ra số nhiều hả. Thực sự cái điều luật 38 thực sự là sao nguyên khi có nguyên âm theo sao còn hay là phụ âm. Quá chi lô bồ. Không. 27 quá chi lô bồ. Это на самом шоу. И там. Там, 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 да, все кем, там, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, там. Có chí như vậy chúng ta chỉ có một cái hình thái bên đây thôi.
một cái hình thái bên đây là 38. Ba. Tắt tê như vậy đó, chúng ta dùng theo nghĩa tức là trong khi mà có cái điều luật này, điều luật mà quá chí lộp á thì xóa, nhưng mà phía sau đó lại là phụ âm ha. Đó là chính là cái điều này chúng ta cũng cần phải tu tâm ở đây. Sự biết là có vấn đề này. Rồi. Muốn có phụ âm theo sau thì nó không bị xóa. Còn cái này là bị xóa khi nó ghi âm theo sau. Quá chí lô bô 38. Quá chí lô bô tức là cái gì? Khi có nguyên âm theo sau đó thì cái tác đôi khi nó bị xóa. Quá chí lô bá đó. Ừ. Nhưng mà trong trường hợp này tức là cái gì? Phụ âm theo sau nhỉ? Cho nên đó là quan tâm đề. Vậy cũng đúng rồi à. Như vậy tức là khi mà áp dụng cái điều luật 38 và quá chí lô bá này, tức là không áp dụng cái điều luật quá chí lô bá ở đây vì là thứ sau nó là một phụ âm rồi, vậy đúng rồi. Rồi ở đây tức là cái gì? Sự thấy được tứ thanh, sự thấy được bốn đế ha, sự thấy được các sự thật thanh đế rồi e ta quốc đa năng sa sa năng à, tức là đây ha. Học từ giờ đến chủ nhật là lời dạy của chư Phật. Rồi cái tiếp là sang rắc thô, sẽ là sang rắc tô, sang rắc tô. Sang rắc tô này chúng ta cũng là cái gì? Phía đoạn 53 phía trên là chúng ta không phía trên này nữa, đó là chúng ta có Sanrato đây này, nó có hai hình thái nha. Chúng ta coi đoạn 254 luôn này, cái điều luật 54 này này. Ariyasaccha nó dasanang ha, đây là hình thái rút gọn, tức là xóa đi cái di tá rồi. À, rồi etang buddha na sasanang tức là xóa đi chữ m rồi. Yeah. Rồi Sanrato đó thì để xóa đi cái di tá và nó bị trường hóa lên. Yeah. Nó bản chất của nó tức là Sanrata ha. Yeah. Sanrata. Như vậy đó là Sanrata ở đây tức là tự động tên mở.
Sarachati, yeah. Sarachati và Sarata quá khứ phân tử mang nghĩa rằng bị say mê, bị đắm nhiễm vào trong đó. Bị say mê, bị đắm nhiễm vào trong đó. Chỉ là chủ từ ha. Tại vì cái chữ mà rắp tá nó có nghĩa là gì? Nó là quá khứ phân từ của răng gia tí. Nó có nghĩa là nhượng, được nhượng, được thấm màu. Mà say mê tham ái ở đây tức là cái gì? Chúng ta còn có nghe từ gọi là khát ái rồi đó. Tức là bị nhượng, bị thấm bởi cái gì? Bởi phiền não tham dục như vậy. Sarata. Sarato tức là bị chi phối, bị đắm nhiễm, bị dính mắc, bị say mê ha. Thì chúng ta có hình thái tức là gì? Sarago ha, Sarago tức là gì? Sangraga, Sangraga ha. Sangraga. Raga có nghĩa là cái gì? Khát ái ha. Ở đây nè, cái sang chúng ta dùng có nghĩa là với ha. Với hoặc là cùng. Cùng. Mang nghĩa tức là gì? Cùng với cái tham ái. Sarago ha. Tên là hữu ái, hãy là chính là có tham ái nha, sang cái hát là cùng với tham ái, rồi sarambo cũng như vậy luôn, sarambo thì phía trên tức là cái gì, sang cộng rambá ha, sang cộng rambá, như vậy chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái sang cộng với râm râm bát sa râm bát tức là tính từ mang nghĩa là tức là gì dữ dội mãnh liệt dữ dội mãnh liệt quá khứ phân tử là được dùng tính từ dữ dội mãnh liệt rồi awisangharo thành awisangharo là cái này tức là ná cộng với awisangharo mà tức là ná cộng với quý sang haro tức là quý sa ha. Chúng ta có thể tách ra đó là quý sa cộng với ahara. Quý sa cộng ahara. Mà quý sa ở đây có nghĩa là gì? Quý sa nó có nghĩa là thuốc độc. Nó cũng có nghĩa là độc thuốc độc hoặc như là virus ha. Mà ahara tức là đã mang đi. Tức là không có còn bị tác động ha. Không có bị nhiễm độc nha. Mang nghĩa là tức là áo quý sanharo tức là không còn lo lắng ha. Quý sanhara chúng ta dùng theo nghĩa là quý sanhara có nghĩa là sự lo lắng tức là sự bị chi phối, sự bị chúng ta là sự bị chi phối bên trong đó mà không còn mà chỉ bị chi phối như vậy tức là không còn có bị mà có ảnh hưởng của những cái độc ở đây chúng ta phải hiểu rằng tức là em chỉ là những cái trạng thái mà tâm lý tiêu cực ha, là như những phiền não bên trong. Quý sang hà đó, tức là không còn lo âu, không có lo âu, không có lo âu. Rồi chi răng bao hoa sim, chi răng bao hoa sim chúng ta ghép lại thành chi rắp bao hoa sim ha. Đi gây ta được xóa bỏ đó, đi gây ta bị xóa bỏ. Cái chi răng chi rắp bao hoa sim này đây chúng ta dùng nghĩa là tính tự nha, gộp chung lại nếu mà chúng ta gộp chung lại nó tạo thành một tính tự chi rắp bao hoa sim á
Chia rắc Bawasim tạo thành một tính từ mang nghĩa rằng đó là cái gì? Bawasim là đã sống bên ngoài, mang nghĩa rằng không có ở đây, đúng không? Đã sống xa, mình chia ra tức là lâu, mang nghĩa sống xa như vậy đồng nghĩa rằng tức là cái gì? Tính từ mang nghĩa rằng là vắng mặt đã rất lâu, nó còn có nghĩa là vắng mặt đã rất lâu hả? Vắng mặt đã thiếu từ lâu, đã vắng mặt từ lâu, đã thiếu từ lâu, tạo thành một tính từ chưa rắp qua xịp. Rồi kế tiếp tức là phía trên này tức là găng tung cam mô vẫn giữ lấy cái hình thái tức là em mà chấm dưới ha, mà không bị xóa bỏ. Găng tung cam mô có nghĩa là gì? Tức là người muốn đi ha. Ca má tính từ mà nghĩa là muốn, chia theo chủ cách như vậy chỉ là người mà muốn đi, nguyên thể của động từ cái chết ý ha. Găng tung má nô như vậy là ý. Cái này là người muốn đi hả? Mà tâm ý, tâm ý dông rủi đó. Phía dưới thì chúng ta ghép lại tức là ganh túc ca mô hoặc là ganh túc má nô. Chúng ta coi cái phía dưới đó. Yeah. Rồi như vậy thì tiện thì chúng ta coi điều 54 thì tương thích với là điều số mấy của cách gian á? Điều 54 này tương thích với cái điều luật số 39 luôn đúng không? Rồi như vậy chúng ta qua 39 luôn. 39 của mà cách gia ná trước rồi đó. 39 của cách gia ná. 39 của cách gia ná. Như vậy tức là cái gì? Danh chân đề chắc. Nít cái hi tăng khô. Danh chân đề bà rê quá chì lô bà bác bồ tí. Ariya sát gia ná đá sa năng. Ê tăng bú đà ná sa năng. Quá chì đi cắt mà. Ê tăng măng lăng mút tăng măng. Tăng vô qua đà mít bắt đầm tê. Ở đây tức là cái gì? Bắp bồ tí hả? Lô băng bắp bồ tí. Tức là những cái tá này chủ từ thôi nè. Đôi khi thì những cái tá nó bị xóa bỏ khi mà có phụ âm theo sau. Rồi chúng ta đi luôn. Phía trên là cái gì? Khi có nguyên âm đúng không? Thì ở đây tức là khi có phụ âm. Chung quy kiểu nào nó cũng có thể những cái tá bị xóa bỏ hả? Thì có phụ âm theo sau. Đôi khi có, đôi khi không. Ví dụ trường hợp này, Ariya Sakya Na Dasa Năng nè. Chúng ta Ariya Sakya Năng nè, còn Dasa Năng. Thì như vậy, nếu mà cái điều luật này, thì chúng ta sẽ là cái gì? Ariya Sakya Na Dasa Năng thì chúng ta sẽ là Ariya Sakya Năng, đúng không? Lại dasa năng thì nó bằng là cái gì? Ariya hả? Chúng ta mở luôn. Ariya sakya na thôi. Nhờ cái điều luật gì? Cá bao nhiêu? Cá mới vừa học 39 đúng không? Cá 39. Rồi. Rồi cái gì nữa? Ariya sakya na dasa năng luôn. Là điều luật bao nhiêu? Cá 11. Rồi. Rồi. Ariya, Ariya Sakya Na Dasa Năng. Rồi nha. Được chưa? Rồi đây là cái gì nữa?
E tăng Buddha. Ủa, này. E tăng Buddha na sa sa năng. Câu này xuất hiện ở đâu? Tầng 7 đó các bạn. Không phải. Trời ơi, Đà Bà Đá đúng rồi, pháp cứu đúng đó. Trời ơi, quên luôn à. Sama babasa akaranang kusala sa upasamada sa cinta periode panang e tang buddhana sa sanang. Đúng không? Sư mới cái đoạn này chúng ta đã học rồi đó. Chờ đến 8 thì phân vũ. Xong rồi. Hả? Thì nè. Rồi. Để xin nhắc đi. 180 mấy? Mình kể 180 mấy? 83. Đúng rồi, chính xác luôn. 183. Luôn luôn nhớ mình sẽ xin được một bản thành thích nhớ. 83 hay 85. Rồi kế tiếp là. Đúng rồi. 85, câu 85 cũng câu cuối cũng có cái này luôn. Ê tăng Phật Đà nó sẽ sanh được. Quá chi Kasma được gọi là đôi khi là tại sao? Vì rằng ở đây là Ê tăng Mangala Puttamang. Cái này xuất phát từ trong bài kể nào? Bài kinh nào? Mangala Sutta. Ê tăng Mangala Puttamang. Ê tăng Mangala Puttamang ha. Như vậy tức là cái gì? Mangala nè. Ở đây mấy cái tác được giữ lại nè. Chứ không có bị xóa ha. Dẫu rằng phía sau nó, bởi vì sao cái này là phía sau nó là một hai nguyên âm nó bị xóa, nhưng mà trường hợp này ta út tâm năng khởi đầu một nguyên phụ âm vậy, cho nên xin lỗi theo sau đó là phụ âm thì nó lại bị xóa, nhưng mà trong trường hợp này tức là theo sau nó là một nguyên âm cho nên nó không xóa. Theo cái kiểu mà giống như hồi nãy đó, chúng ta hiểu nhầm đó. Đấy. Rồi tăng như vậy đây gì, đây á là cái gì, đây là cái điểm, cái điểm điểm lạnh ha, tối thượng. E tăng Mangala, Uttamang, Uttamang là tính từ cho cái Mangala này nhỉ? Đây là cái điểm lành tối thượng, hoặc đây là cái điểm lành cao tột. Còn E tăng Buddha nó sẽ đang là đây á, là lời dạy, đây là giáo lý, đây là giáo huấn của chư Phật. Rồi tăng vô qua đà mỹ bát đàn tê, bát đàn tê ở đây đó từ cái động từ bát đàn tá hả? Bát đàn tá có nghĩa là bậc tôn kính hả? Hay được gọi là tôn giả đó. Qua đà mí tức là động từ vô thứ nhất số ít ha. A hằng ha, chủ từ sẽ là a hằng. A hằng qua đà mí. Thưa ngài, tôi nói cái điều ấy. Ở đây vô đó chia cho cách gì? Vô có bao nhiêu cấp? 4. Là cái gì? Cách thứ mấy? 2 3 4 6. 2 3 4 6 rồi, giỏi. 2 3 4 6. Rồi như vậy đó là đối với quý ngài ha, thưa ngài, đối với quý ngài tôi sẽ nói điều này, tôi nói điều này. Rồi như vậy là chúng ta qua cái điều luật số 54 ha, tương thích với 39 này, coi luôn. 54 ở đây ha. Ikahi tăng khô bình chế lê chế bà riêng đô bằng bậc bồ tí quá chí chanh đà nô rắc khăn nà điểm hít Raka raka kare sukupasak gantasa divo. Như vậy tức là cái gì? Tức là khi mà có phụ âm theo sau ha, và khi có phụ âm theo sau thì gì thì cái hi tá đôi khi bị xóa bỏ. Im hi tức là gì? Trong cái gì? Im hi để tức là gì? Với cái mục đích đó, mà ở đây chanda nurakana là phía trên chúng ta còn là suku charana thane đó. Ở tại chỗ mà để phát âm một cách gọi là nó mượt hơn ha, để bảo vệ cái quan điểm như vậy. Rồi ở đây chúng ta có là cái gì? Đi go hồ tí ha, ta là có cái sự trường hóa đối với cái âm cuối của tiền tố trong cái gì? Trong cái chữ mà rá và há. Rá và há ha. Ta là có sự trường hóa đối với âm cuối của upasaka trong những cái chữ mà rá và há. Thì chúng ta coi cái ví dụ này. Ariya Satya Na Dasanang thì trong đây không có hả? Eta Buddha Na Dasanang cũng không có luôn. Nhưng mà Sarato đây này. Ra. Các bạn thấy không? Ở đây có cái sự trường hóa này. Có trường hóa của cái tiền tố hả? Của cái âm cuối của tiền tố. Mà trong mang nghĩa rằng tới gì? Phía trước. Phía trước của cái ra và hát. Bởi vì sao?
Sarato có nghĩa là xăng cộng với rato, mà Nikita bị xóa bỏ trong trường này do điều luật 54 này. Và hơn nữa cái gì? A bị đổi thành A. Đúng không? Thank you.